Tuấn Nung xin mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn luôn đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang nhé. Hôm nay thì Tuấn Nung lên trên đỉnh Tây Quân Lĩnh đó để lấy chè các bạn ơi. Và hiện tại bắt đầu đã có trà xuân rồi. Đây là những cái búp trà. Đó. Đây là bạch trà san nhé các bạn nhé. Đó, trà vụ xuân bắt đầu có rồi. Đây là những cái mầm bạch trà đầu tiên được ngưng tụ. Được ngưng tụ những cái tinh túy nhất của đất trời từ đông đến tận bây giờ. Có những cái mầm trà san tuyết đầu tiên. Đây là cái sản phẩm để làm bạch trà san. Và bên này là trà móng rồng nhé các bạn ơi. Những cô chú anh chị cũng đã từng lấy trà của Tuấn Nung. Đây là trà móng rồng. Trà móng rồng đây. Cũng chỉ bây giờ nó vào cuối vụ rồi, rất là ít. Chỉ có bằng này thôi. Còn bên này là những cái sản phẩm trà một tô một lá. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là lấy về thì mình sẽ để vào trong mẹt để mình phơi. Phơi khoảng cho nó bay hết bớt cái hơi xương đi. Xong sau đó là mình sẽ chế biến thành cái sản phẩm trà một tô một lá nhé các bạn. Bắt đầu có rồi. Đây là những sản phẩm trà đầu tiên. Ở xưởng mình thì sẽ sao bằng cái bom sao ga. Đó. Đây là những sản phẩm trà san tuyết một tôm một lá, một tôm hai lá. Những búp trà được hái ở độ cao trên 1.400m so với mực nước biển. Trà san tuyết cổ thụ đây các bạn này. Và những sản phẩm trà san tuyết một lá đầu tiên. Các bạn có thể nhìn thấy những cái cánh tuyết màu trắng. Đó, như mùi mốc rất là thơm. Trắng rất là đẹp. Nung cho các bạn xem. Đây là cái thành phẩm trà san tuyết vụ xuân. Cực kỳ thơm. Một tô một lá. Đó. Rất là tuyệt vời. Đây là những cái sản phẩm đầu tiên này. Đối với lại trà vụ xuân này thì khá là đắt đỏ. Vì nó nằm trong cái vụ đầu tiên. Chính vì vậy mà nguyên liệu đầu vào bà con nhân dân đi hái về bán nó rất là cao. Đó. Còn đây là sản phẩm hồng trà nhé các bạn. Hồng trà này là hồng trà rừng. Đây là một trong những đặc sản hồng trà rừng. Rất là tuyệt vời luôn. Những bác nào mà thích thưởng thức hồng trà, đặc biệt không phải là hồng trà san tuyết, mà là hồng trà từ bạch trà tiên. Những sản phẩm hồng trà đây rất là thơm. Cái này có thể để đến mấy năm cũng thoải mái. Đây là sản phẩm hồng trà tiên, hồng trà rừng đấy, rất là đẹp. Những búp trà rất là đẹp được tạo lên những cái sản phẩm hồng trà này. Đối với hồng trà tiên này thì nó đắt hơn so với lại hồng trà của san tuyết, vì nguyên liệu đầu vào nó rất là đắt. Đây là thành phẩm rồi. Và đây là thành phẩm Tuấn Nung sẽ đóng gói để gửi đi cho khách. Đó. Với giá trị của hồng trà san thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn mấy trăm ngàn so với hồng trà rừng. Còn đối với sản phẩm trà san tuyết một tô một lá thì cả chục năm nay Tuấn Nung cũng không có thay đổi giá. Vẫn giao đến tay của cô chú anh chị cái giá hợp lý như vậy. Cũng không quá là đắt. Nhưng mà cái vụ trà xuân này thì cũng nó đắt lên hơn khoảng độ 50 đến 70 ngàn. À, còn đây là bạch trà san. Nguyên búp của trà san tuyết này các bạn. Rất là đẹp. Những búp trà rất là đẹp. Và Tuấn Nung cũng chia sẻ cho quý vị khán giả. Đối với vùng trà của quê hương Tuấn Nung. Nằm ở trên xã Túng Sán thuộc huyện Hòa Hằng, Su Phi, tỉnh Hà Giang. Ngay dưới chân núi Cô Tiên thuộc giải Tây Côn Lĩnh nha các bạn nhé. Có độ cao trung bình là từ 1.200 trở lên. Và những cây trà san tuyết cổ thụ mọc ở những cái độ cao từ 1.400 cho đến 2.000 so với mực nước biển. Đem lại những cái
Búc trà san tuyết, cổ thụ lâu năm, có độ tuổi trên 200 năm tuổi đến khoảng độ 500-600 năm tuổi đều có. Và những cái gốc trà san tuyết cổ thụ sẽ cho ra những cái búc trà có màu nó vàng đỏ hơn so với lại cái trà mới. Trà mới trồng được khoảng độ 20-30 năm thì khi mình dân bà con thu hái về như vậy sẽ có cái màu xanh tươi hơn. Còn đối với lại sản phẩm trà san tuyết cổ thụ thì cái màu trà của nó bao giờ cũng già hơn. Và Tuấn Hùng chia sẻ với quý vị khán giả, cô chú anh chị, những người thưởng thức trà, đối với lại vụ trà xuân này thì là vụ thơm ngon nhất, có nhiều tuyết nhất, đẹp nhất, trà rất thơm. Đấy, hương trà làm sao xuyến say đắm lòng người. Nhưng ai thưởng thức trà bao giờ cũng có vị chát, đăng đắng và ngọt hậu rất là lâu. Đó, đây là tinh túy của đất trời ở trên độ cao, trên cái vùng núi thuộc giải Tây Côn Lĩnh. Và Tuấn Hùng thì cũng không có quảng bá hay là đẩy quá quá về cái thương hiệu sản phẩm, nhưng mình sống tại quê hương mình, tại cái vùng trà ngon nhất nhì của đất Hà Giang này, thì Tuấn Hùng cũng chỉ biết giới thiệu đến cô chú anh chị thưởng trà. Và Tuấn rất là vui nếu có cô chú anh chị nào mà lên trên này để tự mình đi hái những búp trà, xong sau đó về theo cái kỹ thuật để chế tạo ra được những cái sản phẩm trà san tuyết vào cái thời điểm vụ xuân này thì rất là ok. Đó, và các bạn đang nhìn thấy đây là những chiếc máy vò để vò trà, rất là tuyệt vời. Còn đây là khu vực sàn phơi nhé các bạn nhé. Trà nếu mà làm hồng trà này, đấy, làm trà phơi thì mình sẽ phơi ở trên cái sàn này. Và phía đầu bên kia thì cũng mới được nâng cấp cải tạo thành một cái sàn phơi trà. Vì đối với sản phẩm trà san tuyết một lá hai lá thì bên xưởng mình cũng sẽ làm để cung cấp đến cho quý vị khán giả. Ngoài ra cái phần lớn là sẽ làm trà ba bốn lá để làm cái trà vàng với lại trà đen xuất khẩu sang bên Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Ấn Độ. Đó. Thời điểm này bắt đầu đã có trà xuân, những cô chú anh chị nào mà đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Nùng có thể muốn thưởng thức những cái sản phẩm trà xuân đầu tiên thì cứ liên hệ với Tuấn Nùng nhé. Và trong tháng 2 này, tháng 2 âm này này là bắt đầu mơn mởn trà xuân. Còn đến tháng 3 vào cái tiết thanh minh trước mùa mưa của phía Bắc nước ta nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng, thì những tổ ong khoái treo leo trên những vách đá đã lấy mật từ cái vụ hoa của mùa xuân này, và trước khi mưa xuống mật rất là đặc quánh. Tháng 3 là tháng Tuấn Nùng sẽ đi khai thác mật ong khoái ở trên rừng cùng cộng đồng dân tộc bà con người Mông. Đó. Thì mật ong khoái về tháng 3, hiện tại thì Tuấn cũng đã hết mật ong khoái rồi. Hôm nay Tuấn cũng chia sẻ một chút để cho quý vị khán giả có thể nhìn thấy được những sản phẩm trà đầu tay. Và hôm nay làm được 5 kg. Đầu tiên Tuấn Nùng gửi cái trà một lá này cho anh Đức ở trên Thanh Thủy, Hà Giang. Anh đã đặt Tuấn Nùng từ trước Tết rồi. 5 kg trà rất là ngon luôn. Và mai Tuấn sẽ gửi ship ra cho anh ấy. Tức là cái vụ chè đầu tiên nhất, thơm ngon nhất trong cái vụ xuân này. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Nhìn những mẹt chè, nguyên liệu đầu vào rất là tuyệt vời. Thời điểm bà con nhân dân đi lên nương để phát nương, trồng ngô và sẽ tận dụng để hái những búp trà. Thì các bạn biết cây trà san tuyết cổ thụ nó cao đến mấy mét, là bà con chỉ có thể hái thủ công bằng tay thôi. Ở đây thì không phải như những cái vùng chè pH là có thể thu hái bằng máy được, mà phải dùng tay nhón từng búp trà một theo đúng kỹ thuật. Một tôm một lá thì hái đến nách lá thứ nhất, một tôm hai lá thì hái đến nách lá thứ hai, còn nguyên tôm thì mình hái nguyên cái tôm thôi, cái cặn của cái tôm đó. Nó rất là tuyệt vời. Và Tuấn Nùng cũng xin gửi đến quý cô chú anh chị, đặc biệt là ở miền trong, rất thích thưởng thức hồng trà là một, trà móng rồng, trà rừng,
Thì đây là những cái sản phẩm trà móng rồng của vụ cuối rồi. Đó. Phải đến tháng 11, 12 sang năm cuối năm nay, đầu năm sau thì mới lại tiếp tục vào vụ của cái trà móng rồng này. Do vậy bây giờ sản lượng nó còn rất là ít, cũng chỉ tính được bằng 1 2 cân nữa thôi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với Tuấn Nùng nhé. Và từ giờ trở đến tháng 7, tháng 8 thì những vụ trà xuân này là sẽ thơm nhất. Còn vụ đến vụ vào mùa mưa tháng 4, tháng 5 là bắt đầu vào mùa mưa thì trà nó sẽ đọng nước nhiều. Đó, do vậy mà làm trà nó cũng sẽ hạn chế hơn. Còn những sản phẩm hồng trà rừng này này nó rất là tuyệt vời. Nếu cô chú anh chị nào thích thưởng thức cái hồng trà rừng này thì liên hệ cùng Tuấn Nùng. Đó, nó đắt hơn so với hồng trà san khoảng 300 ngàn đồng. Vì cái giá trị nguyên liệu nó rất là cao. Tuấn Nùng xin được chia sẻ một chút về các sản phẩm trà san tuyết trong cái vụ đầu xuân năm năm mới này, để các cô chú anh chị có thể biết đến cái vùng trà nơi quê hương của Tuấn Nùng. Đó, còn những cái vùng trà khác nó ở thấp hơn thì Tuấn Nùng không nói, còn các bạn có thể search đỉnh núi Tây Côn Lĩnh, một mặt giáp với xã Thượng Sơn, một mặt giáp với xã Lao Chải, Xín Chải và Cao Bồ của Vị Xuyên. Còn một mặt bên này chủ yếu là giáp với lại Tây Côn Lĩnh này, là ở Túng Sán, có thôn Túng Quá Lìn và thôn Trúng Phùng, nơi cộng đồng dân tộc Mông sinh sống, là con đường để lên chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh. Các bạn có thể search trên đó và sẽ biết được độ cao là 2.428 m so với mực nước biển, cao hơn đỉnh Chiêu Lầu Thi 2.402 m, tức là cao hơn khoảng 26 m. Đó. Và ở vùng Tây Côn Lĩnh này thì rừng vẫn còn được bảo vệ nguyên sinh với những rừng hoa đỗ quyên rừng nở trong cái mùa này, đỏ cả rừng. Và những búp trà san tuyết cũng bắt đầu được khai thác trong cái vụ xuân năm nay. Những ai muốn thưởng thức, cô chú anh chị nào mà muốn thưởng thức trà san tuyết ở cái vùng cao này, trà san tuyết cổ thụ, trà rừng thì liên hệ cùng Tuấn Nùng. Tuấn Nùng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn tin tưởng, yêu thương và đồng hành cùng những hoàn cảnh các bé mồ côi, những người già neo đơn không nơi nương tựa, hay là những gia đình khó khăn trong cuộc sống trong những năm qua. Tuấn Nùng xin chân thành cảm ơn mọi người, và các bạn có thể ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nùng để thưởng thức những sản phẩm trà san tuyết bản địa, những chai mật ong khoái mà Tuấn Nùng cung cấp đến cho quý vị khán giả, cũng là lo cái đầu ra cho bà con nhân dân. Đó, với xưởng trà Tuấn Nùng hợp tác với các em ở đây, thì các em mới lo đầu nguyên liệu vào và sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật của cộng đồng dân tộc Cà Lao, đó, dân tộc bản địa. Và Tuấn Nùng thì sẽ lo đầu ra để gửi đến quý vị khán giả trên mọi miền Tổ quốc, cũng như là kiều bào nước ngoài muốn thưởng thức trà san tuyết thì liên hệ trực tiếp với Tuấn Nùng qua số điện thoại 0918 998 318. Đó cũng là số điện thoại duy nhất Tuấn Nùng sử dụng Zalo, Facebook và Viber. Tuấn xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Hiện tại Tuấn đang có mặt ở tại xưởng, và thời điểm này đã là 21 giờ, 21 giờ rồi, tức là 9 giờ đêm. Tuấn Nùng vẫn đang trên xưởng, và ngày hôm nay thì Tuấn cũng bận cái công việc của mình, không đến thăm các cháu mồ côi có điều kiện sống khó khăn được. Quý vị khán giả thông cảm và tiếp tục đồng hành với Tuấn Nùng trong các phần video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào các bạn. Hương thơm trên môi ngọt ngào, trẻ Hà Giang quê em đây. Ai ơi dâu đến một lần, sẽ gặm hương trẻ níu chân, vẫn vương mối tơ lòng. Đường lên cao lắm đây, băng thang trèo lên cây, như vươn tới trời xanh, tay em hái búp chè nhanh nhanh. Cô gái giao thông nguyên, lắng nghe lời hắn trao duyên.